Moon Young đang cắt từng miếng thịt bò trong nhà hàng. Cô không ăn thịt mà dùng ngón tay quệt vệt máu tươi chảy ra, cho vào miệng nếm thử, sau đó nâng ly rượu vang lên, thưởng thức cùng với vị tanh của máu. Hai mẹ con đến ăn nhận ra cô là nhà văn cổ tích Moon Young. Đứa trẻ muốn xin chữ ký của cô, còn khen Moon Young xinh đẹp như công chúa trong truyện vậy. Nhưng lúc này Moon Young đột nhiên dừng bút lại, sắc mặt trở nên đáng sợ. Nhưng cô bé không biết mình đã nói sai. Chị ơi, chị giúp tôi chụp tấm ảnh được không? Moon Young bảo cô bé ngồi lên đùi mình. Lúc mẹ cô bé chụp ảnh, Moon Young kể cho cô bé về sự đen tối của cổ tích và giải thích rằng mình là phù thủy trong chuyện cổ tích. Công chúa chỉ bị bắt nạt, phù thủy mới là hóa thân của cái đẹp. Cô bé bị dọa cho khóc thét. Sếp ở nhà xuất bản của Moon Young đã nghe thấy tất cả, mặc dù rất sốc nhưng anh vẫn phải nịnh hót cây hái ra tiền này. Ăn xong, cô đặt con dao lên đầu ngón tay, làm ngón tay bị chảy máu, nhưng Moon Young không hề để tâm, mà lại còn rất hài lòng cầm con dao đi. Nhân viên định ngăn lại nhưng sếp lại đưa ra 20 triệu để bảo cô im lặng. Trong mắt anh, Moon Young như bị tâm thần. Moon Young ăn cơm xong thực sự đi đến bệnh viện tâm thần. Bố của Moon Young đang ở trong đó, nghe nói con gái sắp đến rồi, ông liền nắm chặt lấy tay y tá cầu xin đừng để con gái vào. Moon Young đứng trong sân bệnh viên, ngắt hết hoa cỏ ở bên cạnh. Y tá Kang Tae đi qua thấy thế ngăn lại. Này, cô có thể bỏ thuốc. Đây là hoa. Không tên không hỏi cô cái đó. Tắt thuốc đi. Vẫn còn nhiều mặt. Chỗ này cấm hút thuốc, cô mau tắt thuốc đi. Bỗng một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào trong bệnh viên rơi xuống. Moon Young hút một hơi thuốc. Nhìn anh y tá cứng đầu trước mắt, cô bình tĩnh thả đầu thuốc vào trong cốc cà phê rồi rời đi. Cô không ngờ rằng anh y tá đó sẽ là ân nhân cứu mạng của mình. Chiều hôm đó, Moon Young ở trong chương trình đọc sách ở gần bệnh viện. Vì có bệnh nhân tâm thần chạy trốn nên bị dừng lại. Người đàn ông trốn ra đến dẫn con gái mình đi. Hắn không quan tâm lời cầu xin của đứa trẻ. Hắn muốn cùng con gái chết trước khi bị bắt lại. Moon Young nghe thấy lời nói vô trách nhiệm của người cha, không nhịn được lên tiếng. Đáng chết. Nói vớ vẩn, đừng có bị ổi như thế, ông tự đi mà chết. Nói xong, cô tiến lên tát cho hắn một cái. Lúc này chiếc dao ở trong túi rơi ra, lúc hắn định ra nhặt dao thì bị Moon Young giẫm lên tay. Hắn tức giận, điên cuồng dùng hết sức phản kháng. Hắn ta đè Moon Young xuống, nắm chặt cổ cô. Vào lúc quan trọng, Kang Tae đang đi tìm bệnh nhân chạy đến cứu Moon Young. Nhìn thấy người đàn ông bị buộc tay lại, Moon Young lúc này cũng không định bỏ qua cho hắn. Cô cầm con dao sắc nhọn lên, định cho hắn một đường cơ bản. Kang Tae dùng tay không chặn con dao lại, tên tâm thần không ngừng quát mắng người phụ nữ này mới bị thần kinh, sau đó sợ hãi chạy trốn. Cô vội giải thích với Kang Tae mình không có ý xấu, chỉ dọa hắn xíu thôi. Nhưng Kang Tae biết cô đang nói dối. Moon Young giúp anh băng bó vết thương, nhìn vào ánh mắt đối phương, Kang Tae chợt mở lời nói. Đồ không có não. Đồ điên. Mà người này là Sang Tae, anh trai của Kang Tae. Sang Tae hồi bé tận mắt nhìn thấy mẹ bị giết hại, kể từ đó trở nên dở điên dở dại. Lúc cảnh sát điều tra tình hình, Sang Tae vốn dĩ không thông minh lắm, cứ nói là do bươm bướm làm, còn nói con bướm cảnh cáo anh. Nếu như anh tiết lộ chuyện này ra, hai anh em anh sẽ phải chết. Vì thế mà nguyên nhân cái chết của mẹ đến giờ vẫn chưa rõ. Cứ vào mùa xuân mỗi năm, anh trai lại lo lắng mình sẽ bị đuổi giết, nên Kang Tae phải dẫn theo anh đi trốn. Mấy năm gần đây anh trai rất thích một tác giả truyện cổ tích Moon Young, vì bố của Moon Young đang ở trong bệnh viện tâm thần mình đang làm, nên Kang Tae gặp được cô mấy lần. Vốn dĩ hôm nay anh đã hứa với Sang Tae đi xin chữ ký Moon Young, nhưng lại không ngờ cô lại đánh nhau với bệnh nhân tâm thần trốn trại, mà Moon Young còn có hành động quá khích làm Kang Tae bị thương. Người bạn giúp anh giả chữ ký để dỗ Sang Tae, ký xong hai người rất hài lòng. Ô, 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 tuyệt vời. Sau khi về nhà, người bạn tự tin đưa chữ ký ra, nhưng Sang Tae lại xé nát tờ giấy. Anh biết rất rõ chữ ký của Moon Young, vừa nhìn là biết cái này là giả. Sang Tae tức giận chui vào tủ quần áo, không muốn gặp em trai, cho đến khi Kang Tae uy hiếp sẽ đốt hết chuyện của Moon Young đi, anh mới vội chui ra. Lúc ba người đang ồn ào thì sếp của nhà xuất bản gửi đến video xin lỗi Kang Tae và mời Kang Tae đến công ty. Moon Young tuy là tác giả kiếm được nhiều tiền nhất nhưng hành vi lại rất cổ quái và đáng sợ. Để ngăn tiếng xấu cho cô, sếp luôn phải đi theo sau dọn dẹp cho cô. Lần này sếp mới Kang Tae đến để đút lót. Đúng lúc Kang Tae đang cần xin chữ ký cho anh trai nên hôm sau anh đã đến công ty luôn. Sếp vẫn chưa đến phòng làm việc nên Kang Tae vừa đứng đợi vừa đọc sách trên kệ. Trai đẹp đứng đọc sách bên cửa sổ, Moon Young đi qua liền nhìn thấy anh ngay. Moon Young hôm qua đã vô tình làm thương tay anh, nên rất nhanh đoán ra mục đích Kang Tae đến đây. Cô đến trước mặt Kang Tae, hỏi Kang Tae có phải đến đây đòi bồi thường không. Vốn tưởng Kang Tae không giống với những người khác, xem ra cũng là người thèm tiền mà thôi. Lời nói đó đã làm Kang Tae cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Moon Young lại nói. Vậy anh muốn gì? Muốn cơ thể tôi hả? Đáng giá hơn tiền ạ. Kang Tae liền giải thích lần này anh đến chỉ để nhìn cô một cái thôi, vì mắt của cô rất giống với một người hồi bé anh quen.
Munyang trêu chọc cách tán gái của Kang Tae cổ lỗ sĩ quá rồi, nhưng thực ra ký ức của anh về cô bé đó không đẹp lắm. Lúc đó, Kang Tae vẫn là một cậu bé cầm bó hoa đi tỏ tình với cô bé đó, nhưng cô bé đó lại bóp chết hai con bướm, như này. Cậu vẫn thích tôi chứ? Trải nghiệm đáng sợ này rất giống với câu chuyện cổ tích của Munyang. Từ ánh mắt lạnh lùng đó, Kang Tae biết mình nhận ra đúng người rồi. Lúc này, sếp tới nơi, đưa cho cậu hộp nước mật ong. Sau khi Munyang làm ra những hành động kỳ quặc, anh luôn mang hộp mật ong đi biếu, nhưng Kang Tae lại từ chối. Em trợ lý lúc này lại nhắc đến chuyện anh trai Kang Tae muốn xin chữ ký. Munyang nghe thấy chủ động lên viết vài chữ lên sách, vì anh trai Kang Tae nhẫn nhịn cầm quyển sách đi. Sếp thấy Kang Tae không nhận nước mật ong, ông cảm thấy chuyện không lành, nên lại đuổi theo biếu anh hộp mật ong. Kang Tae mở ra nhìn. Một mình tôi uống không hết, nhiều quá, vậy chia cho người thân cũng được mà. À, vậy à. Nói xong anh định vứt chiếc hộp đi, sếp vội chạy lên ngăn cản. Suýt thì lộn cổ xuống cầu thang, may mà Kang Tae kịp đỡ lấy ông. Trước khi đi, Kang Tae trả lại hộp mật ong cho sếp. Munyang nhìn theo bóng lưng Kang Tae từ cửa sổ, tự cảm thán, đẹp trai đó. Tôi muốn có... Kang Tae mở sách ra xem chữ ký, thì thấy cô viết mấy lời xến đến buồn nôn. Anh Santae, nhất định phải đến fan meeting của tôi nhé, hãy cùng trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhé, Munyang đợi anh đó. Thì ra Munyang đã lên kế hoạch rồi, Kang Tae sẽ không để anh trai đến buổi fan meeting một mình, ngoài mặt thì là muốn gặp Santae nhưng thực ra là cô muốn gặp lại Kang Tae, hẹn gặp cả nhà ở tập tiếp theo nhé.